mình đến thị trấn Núi Đèo rồi các bạn. Bây giờ cũng đã gần 1 giờ sáng rồi. Mình vẫn còn thấy xe ở ngoài đường. Thị trấn Núi Đèo nằm bên bờ bắc của sông Cấm. Phía bờ nam sẽ là trung tâm của thành phố Hải Phòng. Mình sẽ rẽ vào đường này các bạn ơi. Đây là đại lộ Đông Tây, là một trục chính của khu công nghiệp V-Ship Hải Phòng. Mình đến khu đô thị Bắc Sông Cấm rồi các bạn ơi. Khu vực đang thi công có nhiều cầu tháp, là công trường thi công trung tâm chính trị hành chính mới của thành phố Hải Phòng. Mình đến cầu Hoàng Văn Thụ rồi các bạn ơi. Cầu Hoàng Văn Thụ là một cây cầu bắc qua sông Cấm tại thành phố Hải Phòng, nối liền hai quận Hồng Bàng và Ngô Quyền với huyện Thủy Nguyên. Cầu là một hạng mục quan trọng của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc Sông Cấm.
phải được tận mắt nhìn thấy thì mới biết được vẻ đẹp của cây cầu này như thế nào. Những ánh đèn xanh đỏ tím vàng lung linh huyền ảo trong đêm càng tô thêm vẻ đẹp của cây cầu này. Phải nói cây cầu này quá đẹp các bạn ạ. Và đến trung tâm thành phố Hải Phòng rồi các bạn ạ. Lộ trình tiếp theo của mình là đường Nguyễn Tri Phương, đường Hoàng Diệu, đường Lê Thánh Tông, và mình sẽ đi qua cảng Hải Phòng.
Đích xa kia là hàng dài các container đang đi ra từ cảng. Đây chính là vòng xuyến chân cầu Bạch Đằng đi vào cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cao tốc Hải Phòng Quảng Ninh. Rẽ vào đường Mạc Thái Tổ, ở phía trên là cầu Bạch Đằng.
chính là cầu Tân Vũ Lạch Huyện, cầu Đình Vũ Cát Hải, là cây cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.